Nấm bệnh hại cây trồng là một trong những vấn đề nghiêm trọng trong nông nghiệp, gây ra thiệt hại lớn về năng suất và chất lượng nông sản. Hãy dùng ngay thuốc trừ bệnh Ecarin 0,5 SL với thành phần chính là Fugot Borinken, có tính tiếp xúc, thấm sâu và đặc biệt lưu dẫn hai chiều nhanh trong cây. Nhờ đó giúp ngăn chặn nấm bệnh và vi khuẩn, tiêu diệt nhanh chóng bệnh héo xanh, lở cổ rễ, thối cổ rễ. Sử dụng trên các cây như cà chua, dưa hấu, cà phê và tiêu. Đối với các bệnh như thối nhũn, thối thân, đám rong, trên cây tiêu, bắp cải, thanh long và rau củ. Chống lại bệnh rêu xanh, tạo đỏ trên cây cà phê, tiêu, chè và điều. Liều lượng pha 240ml cho 1 vi 200 lít nước. Thời gian cách ly là 7 ngày. Bà con muốn mua liên hệ theo số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập theo website kỹsuhuy.vn nha bà con.